Hôm nay cô thì cô không biết một tí gì về tiếng Anh cả, nhưng mà cô nói thì hôm nay thấy dùng thì cũng tạo tạm được, nhưng vẫn cần phải cố gắng thêm nữa. Dạ vâng. Nhưng có ghi nhận không ạ? Dạ, ghi nhận làm tốt vậy ạ. Làm tốt. Phát âm cũng chuẩn. Về nhà hôm nào phát đến tận 12 giờ đêm. Nhưng cứ kêu cô đúng thế. Dạ. Hôm còn bảo thế con học đến sáng hả? Quát thì mới đi ngủ. Vâng. Thì cô ơi, cô thấy bạn cố gắng học như vậy cô có vui không ạ? Vui. Vâng. Nhiều lúc thì cũng vui. Nhiều lúc mà không ngủ được thì thôi cứ vùi chăn kín đầu để ngủ. Cả muốn học đến bao giờ thì học. Dạ vâng. Chả biết là cô cảm thấy rất là tuyệt vời vì bạn đang cố gắng. Chứ còn nếu như không học thì mình đã lo đúng không ạ? Còn học cố gắng tất nhiên là vì mình học theo cách khác biệt và bạn học rất tích cực. Thực sự cô Dung là cô rất là cẩn thận và chuẩn chỉ. Bạn làm mọi thứ ngay ngắn cẩn thận lắm ạ. Có em này hơi bực mình tí. Còn thì hôm nay là rất là tuyệt vời, cháu thấy là Duy cũng đến để xem chị Dung thi. Thì là quan tâm chị rồi đấy ạ, nhưng mà không đáp đến rồi. Thế nên là chắc hẳn là chị Dung rất là vui thấy Duy đến. Thì hy vọng là sau này khi mà chị Dung giỏi thì ngay có thể hỗ trợ để truyền một phần động lực đó để Duy giỏi hơn. Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu cũng mong là ở đây.